Dạ, kính thưa bà con nông dân, vấn đề quản lý ốc bươu vàng thì đó là một cái vấn đề rất là phức tạp, tại vì ốc bươu vàng nó hiện nay nó gây hại rất là nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và cái con ốc bươu vàng thì chúng ta biết rồi, tức là nó du nhập vào Việt Nam vào năm 1988 và mãi tới năm 1993 khi mà cái lớp học IBM đó, thì chúng ta mới được các chuyên gia của FAO hướng dẫn là ốc bươu vàng là nó con dịch hại chứ không phải là cái con ốc mà để cho chúng ta làm cái lương thực, thực phẩm. Cái con ốc bươu vàng thì bà con biết, tức là nó là đơn tính, tức là con ốc đực và con ốc cái rõ ràng. Còn con ốc bươu ta là cái con ốc lưỡng tính. Nhiều bà con nói là con ốc bươu ta với ốc bươu vàng có lai nhau không, mà ốc bươu ta hiện nay là nó muốn mất. Tại vì quần thể ốc bươu vàng quá nhiều, nó lấn áp ốc bươu ta. Chứ con ốc bươu vàng với ốc bươu ta nó không có lai được với nhau. Thì bà con biết là con ốc bươu ta là lưỡng tính rồi không? Còn con ốc bươu vàng là nó đơn tính, là chúng ta nhìn vô cái con ốc, nhìn cái bề mặt của nó. Nhìn cái bề mặt của nó thì bà con mình thấy là nếu mà mình nhìn vô mình thấy cái miệng này nó tròn, thì cái con ốc này là con ốc đực. Cái thứ hai nữa là cái mài của nó khi mà nó sụp vô thì nó không có sâu, nó nằm gần bên trên, nó nằm gần bên trên. Thì cái đó là cái bề mặt của nó. Riêng cái bề lưng của nó thì bà con mình nhìn thấy, nếu mà cái con ốc mà cái vỏ nó bên ngoài từ trên nó thẳng xuống, bà con chú ý ở trên nó thẳng xuống, thì cái đó là ốc bươu cái. Còn cái con ốc bươu đực là mình nhìn thấy tầm nhìn nó hơi dễn lên diện chút, tức là cái chỗ này nó mở rộng ra một chút, thì cái đây là con ốc bươu đực, cái bề lưng của nó. Còn cái bề mặt thì chúng ta tôi vừa nói rồi, tức là cái con ốc bươu cái là nó hơi sụp vô trong. Còn con ốc bươu đực thì khi nó ngậm lại là nó hơi nằm bên ngoài một chút xíu. Và ốc bươu đực thì cái miệng nó hơi tròn. Còn ốc bươu cái thì nó cái miệng nó hơi méo một chút xíu. Con ốc này nó còn cái cách sống là gì? Là nó vùi sâu dưới đất. Nó có thể là xuống tới 3 tấc. Và cái điều kiện ở đất đó có thể là 0,3 mg oxy trên 1 kg đất nó vẫn sống được. Khi mà Trung tâm Bảo vệ và phía Nam tiến hành một số cái thí nghiệm là thấy rằng ốc bươu vàng là nó ăn rất là tạp. Và cái nữa là nó di chuyển rất là xa. Bà con biết là cái theo cái đường nước, con ốc bươu vàng nó di chuyển rất là xa. Ăn tạp, tức là lúc nào cũng có mồi ăn. Cái nữa là nó đẻ rất là nhiều. Cái con ốc khoảng một tháng tuổi thì nó đẻ được 3 tới 5 trứng. Còn nếu con ốc lớn thì nó có thể là đẻ 500 trứng. Và như vậy bà con mình thấy là lúc nào cái trong ruộng của chúng ta cũng có ốc. Là cái con ốc bươu vàng khi nó đẻ là trong cái mùa lũ, lý do là nó ăn cái phiêu sinh vật. Và khi mà nó nước chuẩn bị giật, tức là trước đó 2 tuần thì ốc bươu vàng nó trèo lên các cái cột điện hoặc là các cái cây dưới mương, rồi rau mát lục bình này kia nó trèo lên trên nó đẻ. Và sau đó khoảng 2 tuần thì nước nó giật. Để cái trứng nó nở ra thì nó sẽ phân bố đi rất xa. Con ốc nó rất thông minh ở chỗ đó. Và cái ốc thì sợ nhất là gì? Trong cái điều kiện là nó ở tại ruộng của chúng ta, nó sinh sôi nảy nở, tức là nó mật số nó tăng ở tại ruộng, nó không có di chuyển xa, chúng ta cứ bơm nước vô thì nó ở tại ruộng thôi, thì càng ngày càng nhiều thì cái vụ sau nó lại là phát triển mạnh hơn cái vụ trước. Và do vậy mình thấy là có cái giai đoạn đầu là nó tấn công cây mạ, mình mới gieo xạ xuống là cái mầm nó lên là ốc nó đã tấn công rồi, tới cây mạ tấn công. Và sau đó nữa không tấn công thì bà con cứ bỏ qua luôn. Nhiều cái đám ruộng là trong lúa chúng ta thấy là nhiều trứng ốc, bà con cũng không có quản lý cái trứng ốc này, không có diệt nó, cứ để bình thường thì cái trứng nó nở ra, nó nằm trong ruộng chúng ta tiếp tục. Và cái nhận thức của người nông dân đó là nói diệt ốc nó rất khó. Chúng ta phải quản lý ốc bươu vàng bằng cái cách gọi là quản lý tổng hợp. Tổng hợp là sao? Là cái thứ nhất là bà con mình khi mà làm ruộng chuẩn bị gieo xạ, bà con mình đánh các cái đường rãnh để ốc bươu vàng nó tập trung xuống rãnh chúng ta lụm. Rồi khi mà cái giai đoạn mạ, nhiều khi mình bơm nước vô sớm sớm khoảng 7 ngày sau khi xạ đó, thì bà con nên cặm các cái cây để cho con ốc nó muốn đẻ thì nó trèo lên cái cây, nó đẻ trứng, rồi sau đó chúng ta thu gom. Cái nữa là bà con cũng có thể là thả vịt tàu vô để cho nó ăn ốc. Nhưng mà bà con chú ý là cái con vịt thì nó chỉ ăn những con ốc nhỏ thôi, còn ốc lớn ăn không có được. Đặc biệt nhất là cái trứng của ốc bươu vàng thì con vịt không bao giờ ăn. Và còn cái cách nữa là chúng ta có thể là lụm bằng tay. Còn mật số nó cao, thí dụ như khoảng chừng
5 con theo cái ngưỡng mà Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn là 5 con ốc bưu vàng trên mét vuông, thì chúng ta tiến hành phòng trị bằng thuốc. Thì thuốc hiện nay bà con mình thấy là nó có rất là nhiều loại thuốc. Tôi lấy ví dụ như cái thuốc nước có, này, cái thuốc bột có và thuốc viên có. Riêng cái thuốc viên thì bà con nên chú ý cái là cái con ốc bưu vàng nó ăn cái thuốc viên là cái viên đó phải nhỏ và trên 1 mét vuông là cái thuốc nó phải phân bố cho đều. Tại vì cái con ốc lớn là khi nó ăn là nó bò rất nhanh. Và chúng ta thấy cái thuốc độc nhưng mà ốc lớn lại chết, còn ốc con không chết. Lý do là con ốc con cái miệng nó nhỏ, nó bò rất chậm. Nó chưa kịp ăn là con ốc bưu lớn ăn hết rồi, thành ra con ốc bưu lớn nó chết. Do vậy bà con lựa cái thuốc thì phải cái hột nó mịn chút xíu để chúng ta rải nó đều trên 1 mét vuông. Và cái ốc bưu vàng bà con biết, tức là khi mà nó tấn công thì nó tấn công liên tục, chứ không phải là nó ăn chỗ này ăn cây mà chỗ kia ăn cây. Thành ra bà con mình khi mà khuyến cáo cái ba giảm ba tăng á, khi bà con mình xả thưa thì bà con nói để trừ hao ốc ăn, thì bà con biết rằng ốc nó ăn là nó ăn ngay cái chỗ đó nó ăn tới, chứ không phải nó ăn chỗ này vài cây nó lại chỗ khác nó ăn vài cây để cho nó đều. Thành ra bà con xả gì chỗ nào ốc không ăn thì chỗ đó nó quá về, còn cái chỗ ốc ăn chúng ta cũng phải dặm lại. Con ốc này nó còn cái cách sống là gì, là nó vùi sâu dưới đất, nó có thể là xuống tới 3 tấc. Thành ra bà con thấy nhiều khi mình làm mà mình chưa có bơm nước vô đó là con ốc nó chưa có trồi lên. Thành ra mình rải cái thuốc hoặc là mình phun thuốc này kia, con ốc nó chưa kịp ăn là cái thuốc mình hết hiệu lực rồi. Khi đó là từ dưới nó trồi lên trên đó, thì nó lại cắn phá lúa. Thành ra bà con phải nên chú ý cái vấn đề là quản lý nước cho nó tốt. Để cho chúng ta đưa cái nước lên đó, thì con ốc nó lên thì chúng ta rải thuốc. Cái đó thì mới hiệu quả mới cao. Còn một cái cuối cùng nữa là khi bà con bơm nước, bà con nên chú ý phân bố như vậy là chúng ta phải quản lý nó bằng cái nguồn nước nữa. Khi mà bà con bơm nước thì bà con nên chặn cái lưới để ốc bu con hoặc là cái trứng nó có trôi vô thì chúng ta chặn lại được. Thành ra cái vấn đề là quản lý ốc bu vàng ngoài cái ruộng của mình quản lý rồi, thì tôi cũng đề xuất cái là cái vùng nào mà ốc bu vàng nó hơi nhiều đó thì bà con mình nên quản lý theo cái kiểu cộng đồng. Tức là nhiều cái mương công cộng đó chúng ta không có chú ý. Chúng ta chỉ lo cái ruộng của chúng ta và chúng ta bơm nước từ cái kinh công cộng đó thì ốc con rất nhiều, trứng ốc nó cũng có thể là trôi vô. Thành ra mình quản lý là quản lý cộng đồng, cùng nhau đi xuống các cái kinh công cộng đó bắt ốc rồi diệt trứng này kia thì nó sẽ giảm từ từ. Dạ, xin cảm ơn bà con. Phân bón đầu châu bằng đồng hành.